Khó để ra dây thiết, bằng thiết á nó dễ dây hơn. Thiết nó làm cho nó xong đi, cái dây này con khó mỏng manh mà mỏng manh dễ vỡ nè. Khó lắm, như thế nào mới quay. I wanna wish you a merry Christmas. Chắc được rồi đó. Có ông già Noel nữa, mà bị thích mua ông già Noel á. Để kế bên. Cũng vui. Mấy chục ngàn tiếng. Mày cho con lần nữa rồi. Đó cho con đó, mày để đó. Có cột. Chắc khỏi cột đi. Không cột nữa. Con lần thứ nhất làm được, lần thứ hai con không thể nào mà không nhìn được mình làm gì, con không biết luôn. Thôi cảm ơn, nó chết. Nè, cái này làm, kỹ nè. Mấy cái đẹp không? Mấy cái kim tuyến làm dưới này nè ha. Còn mấy cái hàng này nè, là em muốn treo đâu, em treo, là để em treo. Con treo đi Trung Nhi. Ủa, cái đặc biệt hả? Đó, vậy con treo đi Trung Nhi. This one, I will make it fine. Treo là mình phải quan sát, mình ngắm xong mình treo chứ không phải là mình cứ... À, hôm nay con mới nói em nó là con nghĩ là mấy cái dạng sầm sầm gì thì treo ở dưới càng càng cao càng trên chết rồi rớt rồi mấy cái này cũng khó treo quá hả. Biết con làm gì không? Con lấy này con móc ra luôn. Người má bây giờ móc thôi như vậy à, đúng rồi. Móc đưa xác thôi, xác nữa hiểu không? Cái nào rớt cũng sao không phải thế này càng đẹp à, biết sao? Má mi mua cây cái này một cái xong má mi mua cái này thì má mi mới nhìn thấy cái cọng này nó giống nè. Cái giả sử cái cây xong cây thông mà nó cái màu xanh khác á. Cái thông mà giả sử nó màu xanh khác á. Cái này hôm nay là màu đỏ hả? Nhưng mà cái này giống màu vàng hơn, nếu nó hợp với màu này không có màu đen. Nó duyên ghê. Cái này không được. Cái này á à, màu này là phải cao lên nữa. Màu này không được trùng với màu dưới. Màu này cao nè. Đó nó mới đẹp. Phải chiêu cao cao. Khỏi đây nè. Ở được rồi nè. Không, cái màu gì thì cái màu trắng này nó phải cao hơn nữa. Hồi xưa á, Giáng sinh á, nó mới là qua nhà bạn, nó mới làm thiệp á. Thiệp Giáng sinh bán. Này, giờ mới biết cách làm không? Hả? Chi tiết á, mình làm công phu á. Con định là mới định là mấy cái kim tuyết nào nằm ở trên nó mới xong nó màu trắng xong rồi tới màu này chứ nãy mà nằm này nó sẽ bị trùng nhau gì nó kim tuyết này khác mà thì nó sẽ bị dính hay trùng dồn nhau mà màu trắng ý chứ ăn gà đi đến chợ mình làm xong để đi ra. Để có gì khi con qua đây con trang trí bên này nữa. Con làm mặt trước đi. À gì vậy? Thì mặt trước mình ngồi trước mà. Con làm mặt trước. Con mới làm mặt sau đúng không? Con làm mặt sau, con làm đối xứng á. Mi ơi. Mi chưa sợ, con chơi được chơi đi Kevin. Con chừng làm cái đây. Má Mi chưa làm xong, con ra chơi được chơi đi.
là mình cứ lâu lâu canh hỏi một chút thôi xong chưa. Được đấy, đối xứng nhau mới đẹp. Mấy cái rồi đi. Nhiều lắm. Cả đống. Thanks. Cả trăm cái. Cả mấy chục cái. Nó không bán màu trắng với màu xanh chung, mà nó bán một cái màu vàng vàng đồng và một hộp màu xanh màu trắng. Nhưng mà thấy màu này mới sang. Đúng rồi. Cái này không hợp. Còn nếu như mà cái nhiều khi cái này á, không biết cái dạng mà cái này màu khác nữa nè, mà cái này đã trang điểm như là Mang Nhi rồi đó, thì cái đó mình mới dùng màu xanh với màu đỏ, là màu xanh màu đỏ màu trắng là những cái màu mà đặc trưng của Noel. Còn những cái này thì mình dùng cái màu này là đẹp rồi. Cái thông của mình nó sang, sang theo kiểu nước ngoài. Trời ơi, tưởng nó nhỏ nè, người nó to khủng luôn. À đúng rồi, nhưng mà cái hôm bữa 19 ngày thấy cũng dễ thương chứ. Không, nó trông giỡn. Nhưng mà chung cũng có hơn không. Nhờ giờ mình mua cái hoa này quá tốt rồi. Cây đông dễ thương. Cắt cái gì vậy? Hả? Cắt gì đâu, cầm chơi. Khi lúc mà xong không mày, để con trang trí phòng mềm cho. Để sách phòng mềm. Tỉa cây, tỉa lá. Có những người rảnh lắm mà thấy cái này không đẹp. Tỉa nó không còn gì luôn. Chửi lơ. Nhiều khi con mượn con lấy hước em mày, thế nào mà con đem trường á, các bạn không thấy thì con không ngồi, bạn Hà My mày, đấy con làm. Mày muốn làm không? Mày đang cột mà. À, tưởng mày muốn treo câu hỏi thôi. Cái sao bạn Hà My với mày? Hẳn chưa là. Nó có nói là bạn hỏi em coi là có được học sinh giỏi không? Ừ được. Cái thằng kia trời ơi, em này giỏi sướng chứ. Em, thằng em tôi á, nó ngu lắm luôn á. Cái gì đâu mà hồi lớp 1 tính như gì mà nó không biết, bây giờ nó học lớp 3 rồi mà hỏi nó tới lớp 2 nó còn không biết là cái gì nữa. Thiệt luôn, hết biết. Học cái kiểu gì á. Thường thường thì mấy cái màu đó nó trang trí nó cao lên nữa mày. Cho chúng mấy cái đèn này cho nó sôi nổi lên. Chứ cái này không phải rồi đó, cái này giả rồi đó, giả tạo rồi đó. Ok, đẹp. Mình trang trí một cái bên luôn. Cũng là một cái. Từ Kevin. Nó có ngồi chơi rồi yên chơi đi. Ừ thì như thiết là mình còn cái bẻ qua bẻ lại luôn đúng không? Cái cuối cùng hả? Ờ. Thì luôn hả? Cho cái cuồng treo. Thế sao? Thì muốn treo mấy cái. Muốn treo. Chứ đừng ngồi chơi vừa treo nó hay chứ. Trời xong rất điện thoại. Chấn động bạn ơi. Động đất. Xin lỗi nha các bạn. Ok. Chấn động nha các bạn. Cái này là một vụ chấn động. Dạ. Mày không? Chia cho nó đều. Hồi nãy mày che bên này đó. Cũng ơi cái mặt trước nó chia bên nhãn mày. Chia bên này tốt hơn giúp con. Dạ lấy ra. Dạ lấy ra. Chờ xíu. Để cho làm con. Ừ phải chỉnh không chỉnh lại chứ. Mày để yên một chỗ đâu. Không nhát đi lại nữa chứ. Không được. Đi đi chứ con. Đây cho con chịu. Đi đi. Mày móc cái này lên lầu qua. Má mi lên. Nó má mua mi mua cái thông xong rồi má mi xuống lầu 2. Xong má mi nghĩ sao má mi lại quay lên. Má mi quay lên. Có gì? Lầu bán ấy. Như đẹp nó như hay. Cái đây điểm ơi. Ê chết rồi, bung rồi. Bây giờ ta bung rồi. Trong cái cảnh nó sẽ bung luôn. Sao mà nó lên đây là quyết định của này.